giới thiệu với cô chú anh chị, đây là món chay. Hai bàn luôn. Đây là bánh gì thầy Hùng ơi? Bánh ướt, bánh mì, bánh cuốn. Ngoài Bắc gọi là bánh cuốn. Bánh ngoài Bắc ấy. Còn đây là nấm nấu với đậu phụ. Còn đây là món gì thầy? Món nấm hương. Nấm hương à? Còn đây là món rau, món và đây là món ớt. Đây là hoa quả tráng miệng. À, cái cơ duyên nào mà mong muốn được đi theo cái hạnh mì 13 hạnh đầu đà của thầy hay là như thế nào mà muốn đi tu vậy? Dạ là dạ, từ khi con xem điện thoại có sao con nói vậy nha, và từ khi mà con xem điện thoại con thấy cái Minh Tuệ là con ngưỡng mộ lắm. Nói chung là con chỉ nghĩ là một ngày mình tu là nó đỡ hơn là mình ở nhà, chứ con ở nhà con phạm tội nhiều lắm nên con sợ con chạy đi thôi. Rồi bây giờ em dâu hỏi riêng về cái đời tư của chú một chút nhé, thế là gia đình bố mẹ thế nào? Dạ gia đình con thì cha con chết rồi, còn con còn mẹ. Bên dưới chú là còn ai không? Dạ còn em gái, nó có gia đình, nó có chồng có con rồi. Bên trên mình có ai không? Dạ bên trên con không có, anh có anh mà anh chết rồi, anh với cha là chết rồi. Thế bây giờ đi như thế thì mẹ ở nhà thì ai lo? Dạ mẹ con thì hay đi buôn đi bán, mẹ con chắc bây giờ đang ở Kon Tum á, đi buôn bán đi nhiều tỉnh lắm, mẹ con đi buôn bán này kia, mẹ con cũng làm ăn kiếm tiền, mẹ con cũng tự buôn bán ở Kon Tum à? Dạ mẹ con đi buôn bán ở Kon Tum, rồi bán ở Huế cũng có, bán nhiều tiếng đi nhiều tỉnh lắm. Buôn bán về cái gì? Dạ mẹ con bán thuốc nam, làm bên thuốc nam. Thế lâu lâu mới được gặp mẹ một lần à? Dạ con đi tu này chắc không biết gặp mẹ nữa, không biết nữa, nó tùy duyên. Dạ A Di Đà Phật, tại vì con cũng buông bỏ rồi, con đi con nói với mẹ rồi, mẹ cũng hoan hỷ lắm, mẹ cũng ủng hộ con đi tu theo thầy Minh Tuệ, mẹ cũng vui lắm. Mẹ cũng dạ, con nói giải thích minh như mẹ như thế là thầy Minh Tuệ là chuyên tu hành để mình làm việc thiện, không có con không đi tu nữa, con làm việc ác nữa, khổ mẹ nữa ấy. Đấy, mẹ thân mến chào toàn thể cô chú chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em dâu. Hiện tại em dâu đang có mặt tại Phật đường của thầy Hùng. Thầy Hùng thì cô chú anh chị đã xem rất nhiều cái hình ảnh của thầy trên cái thước phim của em dâu. Trong cái thời gian mà xây dựng Di Cốc thì thầy Hùng đã đồng hành cùng với em dâu đấy, xây dựng con đường, nhà vệ sinh và một số các cái công việc phụ ở đó. Hiện tại em dâu đang ở Phật đường nhà thầy. Hình ảnh trước mặt cô chú anh chị là cây bồ đề này đó. Hai cây bồ đề thì thầy đang muốn cắt để cho thấp xuống để tạo thành một cái tán dù để đẹp. Thì một thời gian nữa thầy sẽ sửa chỗ này là thành những cái chỗ mà ngồi thiền định để cho nó an lạc. Đấy, em dâu sẽ quay sơ qua cái không gian ở trước nhà thầy. Hôm nay thì cũng có mấy chị Phật tử ở bên Mỹ về, cũng với mấy thầy nhỏ đấy, về đây nấu cơm chay, ăn cơm chay ở tại nhà thầy. Thầy Hùng rất là giỏi trong cái vấn đề nấu ăn, thầy nấu ăn chay rất là ngon. Em dâu xin phép được vào Phật đường, xin phép quay sơ qua trong Phật đường cho cô chú anh chị biết một tí. Thầy Hùng ơi, cho em dâu quay sơ trong Phật đường một xíu nhá. Đó. Em dâu xin phép được quay. A Di Đà Phật, cho con xin phép được quay lại không gian ở trong Phật đường một chút xíu. Đó. Phật đường của thầy Hùng rất là đẹp luôn, rất là trang nghiêm. Đó, quay sơ qua một chút cho cô chú anh chị mà mến mộ em dâu thì cũng biết đến thầy Hùng thì cũng biết là cái Phật đường của thầy. Đó. Thầy thì tu tại gia thôi cô chú anh chị ạ. Đó. Và thầy cũng ăn chay trường cũng mười mấy năm nay rồi, 15 năm nay rồi. Đó. Sơ qua cái không gian Phật đường. Đó, em dâu sẽ đi vào phía trong nơi mà các chị đang chuẩn bị các cái món chay. Đó, hữu duyên hôm qua em dâu là gặp hai chú. Hai chú là cũng đang muốn đi tu theo cái hạnh đầu đà nên là cũng qua chỗ nhà thầy Hùng chơi. Thầy Hùng đây.
Thế ông chào cô chú anh chị trên kênh của em dâu thế nào? Chào cô chú anh chị trên kênh của em dâu. Đó, ngày hôm nay thì mấy chị ở bên Mỹ về đây đánh lễ thầy thì chơi ở đây, thì hôm nay cũng lên Phật đường nhà thầy Hùng để nấu cái món chay. Đó, các chị đang rau gì đấy chị? À, mùng tươi rau dền. Thế là định hôm nào thì về bên kia hả chị? Thứ sáu thì về. Thứ sáu à? Thứ sáu bay à. Chiều mai về đặt xe rồi. Thế là trước khi về là có muốn lên thăm thầy Minh Đạt một lần nữa không? Không. Hay là thôi lên thăm nhiều này, luyến ái nhỉ? Luyến ái sinh sầu đau. Mới đi hôm qua. Mới đi hôm qua rồi. À. Mới ra mà đi lần nữa, đi lần. Đấy, thôi để. Bộ chừng nào chú tính mấy thầy này đi lên gặp, tính đi nữa hả? À, hai chú tiểu này cũng muốn đi lên theo thầy Minh Dược, thì em dâu sẽ trợ duyên tiếp. Tình hình là em dâu cũng đã trợ duyên lên chỗ thầy Minh Dược là hai người rồi. Thầy Minh Đạt và hôm qua là thầy hôm qua là thầy gì nhỉ? Thầy Minh Thiện à? Minh Thiện. Đúng rồi, Minh đó. Thiện. Pháp danh là Tự Đạt. Đó. Pháp danh Tự Đạt. Tự Đạt luôn. Và tự xuống tóc cho mình. Tự luôn. Như thầy Hùng nói là cái gì nhỉ? Lấy giới làm thầy à thầy Hùng? Đấy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cái này là cái gì đây? Nấm à? Nấm luôn. Cô để nhìn xa thong thoáng tưởng hến với hào. Nấm. Trời ơi, a di đà Phật. Em dâu là ngày xưa là ngoan trai trường, nhưng bữa nay chỉ ăn tháng 10 ngày thôi. Tâm vẫn chưa tình được. Cái này là cái gì đây? Cũng là nấm luôn à? À. Đậu bắp. Đấy. Chuẩn bị thứ sáu này là chia tay các chị rồi. À, cô chú anh chị nào mà đi về nơi mà tham quan đảnh lễ cốc của thầy mà không có chỗ ăn chỗ nghỉ thì cứ liên hệ với em râu lên Phật đường nhà thầy Hùng nhá. Còn các phòng rất là ok. Phật đường của thầy Hùng là ai về đây ngủ nghỉ là vẫn ok. Đấy. Tên thực sự là gì? Dạ, tên con mà tên trong giấy chứng minh căn cước là Thành Văn Đại. À. Dạ. Ở Tháp Chàm. Dạ đúng. Họ Thành hả thầy? Dạ, hả chú? Dạ, con họ Thành. Họ Thành. Dạ. Thế là cái cơ duyên nào mà mong muốn được đi theo cái hạnh 13 hạnh đầu đà của thầy, hay là như thế nào mà muốn đi tu vậy? Dạ, là dạ, từ khi con xem điện thoại. Có sao con nói vậy nha, về từ khi mà con xem điện thoại con thấy Thưa Minh Tuệ là con ngưỡng mộ lắm, nói chung là con chỉ nghĩ là một ngày mình tu là nó đỡ hơn là mình ở nhà, chứ con ở nhà con phạm tội nhiều lắm nên con sợ con chạy đi thôi. Rồi bây giờ em dâu hỏi riêng về cái đời tư của chú một chút nhé, thế là gia đình bố mẹ thế nào? Dạ gia đình con thì cha con chết rồi, còn con còn mẹ. Bên dưới chú còn ai không? Dạ còn em gái, nó có gia đình, nó có chồng có con rồi. Bên trên mình có ai không? Dạ bên trên con không có, anh có anh mà anh chết rồi, anh với cha là chết rồi. Thế bây giờ đi như thế thì mẹ ở nhà thì ai lo? Dạ mẹ con thì hay đi buôn đi bán, mẹ con chắc bây giờ đang ở Kon Tum á, đi buôn bán đi nhiều tỉnh lắm, mẹ con đi buôn bán này kia, mẹ con cũng làm ăn kiếm tiền, mẹ con cũng tự buôn bán ở Kon Tum à? Dạ mẹ con đi buôn bán ở Kon Tum rồi bán ở Huế cũng có, bán nhiều đi nhiều tỉnh lắm. Buôn bán về cái gì? Dạ mẹ con là bán thuốc nam, làm bên thuốc nam. À. Dạ. Thế lâu lâu mới được gặp mẹ một lần à? Dạ con đi tu này chắc không biết gặp mẹ nữa, không biết nữa, nó tùy duyên. Dạ A Di Đà Phật, tại vì con cũng buông bỏ rồi, con đi con nói với mẹ rồi, mẹ cũng hoan hỷ lắm, mẹ cũng ủng hộ con đi tu theo thầy Minh Tuệ, mẹ cũng vui lắm. Mẹ cũng dạ, con nói giải thích minh như mẹ như thế là thầy Minh Tuệ là chuyên tu hành để mình làm việc thiện, không không có con không đi tu nữa, con làm việc ác nữa khổ mẹ nữa ấy.
đấy mẹ cũng vui, mẹ cũng nói rằng cũng có lý, nên là mẹ ơn thuận cho con đi đi tu. A Di Đà Phật, có sao con nói vậy A Di Đà Phật. Rồi ok. Đây còn chú này phỏng vấn chú một tí. Không dám trả lời. Chú đang không muốn trả lời thì thôi. Bạn sự thì duyên. Rồi vậy thì chúc chú sẽ tu được cái hạnh của thầy tinh tấn nhá. Dạ A Di Đà Phật. Thì thôi, đến đây cũng là cái duyên. Dạ. Hữu duyên thì em dâu sẽ đưa lên gặp thầy Minh Dược. Dạ. Sẽ đưa hai chú lên gặp thầy Minh Dược. Dạ. Trên cái kênh ấy, nhiều người cũng nói là em dâu rất hay trợ duyên cho các chú đi gặp các thầy lớn. Dạ. Như thầy Minh Dược, thầy Minh Tuệ. Dạ. Thầy Như Ngộ. Dạ. Đấy, thầy Minh Tạng. Dạ. Thì hôm nay cũng là một cái duyên. Dạ. Được gặp chú. Dạ. Thì em dâu sẽ cố gắng. Dạ. Đưa lên gặp thầy Minh Dược. Dạ. Còn vấn đề tu tập được hay không. Dạ. Thì tùy ở mình. Dạ đúng rồi. Em dâu sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Còn em dâu cũng đã đưa 3 người lên gặp thầy rồi. Dạ. Nhưng mà một người đã không theo được nữa. Dạ. Một người đã buông bỏ. Dạ. Hiện tại còn 2 người. Dạ. Thì cũng không biết là trong thời gian tới đây thì có theo được nữa hay không, thì cũng tùy duyên. Dạ. Nhá, hoan hỉ. Dạ. Nhá. Dạ, rồi để sắp xếp em dâu sẽ đưa lên. Dạ A Di Đà Phật, con xin cảm ơn anh Trang nhiều lắm ạ. Rồi rồi. À đây thầy Hùng nữa rồi, giờ thầy hỏi thầy Hùng giảng trong một cái câu này nhá. Mọi người nói là đi tu mà bỏ cha bỏ mẹ như thế thì theo như thầy nghĩ là cái câu nói như thế nào? Ai khi mà Đức Phật ấy, khi mà về thăm cha, thăm vua thì tỷ phạn ấy. Khi mà tính ra là Đức Phật Thích Ca về tính ra vua cha thì tưởng là cầm mà Na Hầu Na đi là con của Đức Phật ấy. Ý là Đức Phật vị vua là nói là khi mà còn đứa cháu đích tôn ấy, nhưng mà thường thường xã hội thường bảo đích tôn này các là phải cho ở nhà, thì còn mỗi đứa cháu này thì ông lại đưa đi luôn. Ý là Đức vua Thị Phạm nói là không đồng ý, hơi buồn. Khi này sau này là vua Thị Phạm nữa, rồi cha của Đức Phật đấy, thì ngài mới nói này, sau này ấy, nếu mà muốn kêu ai đi xuất gia ấy, thì phải được sự đồng ý của cha mẹ mới được xuất gia. Mà nhưng mà vua Thịnh Phạn là nói vậy, xong bắt đầu sau này ấy là Đức Phật đấy là nghe cha của mình. Mà nghe cha của mình là sau này là Đức Phật chế ra một giới nữa, là khi mà xuất gia hay là được sự đồng ý của cha mẹ anh em dòng họ thì mới được xuất gia. Đấy cũng đúng pháp. Wow. Đức Hòa cũng đây này, hòa thuận thì giống như kiểu thầy Minh Tuệ đấy, thì cho của cải thì ngài không cần, ngài bảo chứ ba mẹ thì ký cho con đi xuất gia này được. Vâng. Thì còn của cải có rồi cái này là, nhưng mà con muốn hỏi là khi mình bỏ cha mẹ như thế đi như vậy có bất hiếu không, và nhiều người ta bảo là tu thì làm những việc tốt, tại sao lại phải bỏ cha bỏ mẹ, thì thầy lý giải một chút ngắn gọn về cái vấn đề này cho em dâu và mọi người trên kênh biết được. Đấy, ý là con lúc nãy con nói rồi đấy, khi mà vua thì phải nói là khi mà sự đồng ý của cha mẹ thì mới được đấy. Nhưng mà vẫn đúng. Vâng, biết là cha mẹ đồng ý rồi, nhưng mà người đời người ta nghĩ là mình bất hiếu, sao mình lại bỏ cha bỏ mẹ đi, thầy giảng giải. Người đời người ta nghĩ vậy thôi, đúng ra là xuất gia là đại báo hiếu. Vâng. Đại báo hiếu. Đại báo hiếu như thế nào, thầy giảng sâu hơn. Ý là đại báo hiếu thì một người xuất gia là khi mà đã thành Phật ấy, sau này tu hành mà tinh tấn thành Phật được là cứu độ tất cả các chúng sanh, tất cả những người mà bị đọa lạc trong tam ác đạo ấy, thì mình cứu được tất cả, và cứu cả những người mà không đọa lạc như bây giờ này, như thời bây giờ, thời mạt pháp này, tất cả mọi người. Nhưng mà thầy Minh Tuệ ra đời khi mà thầy trì giới nghiêm ngặt, là giữ giới này khác, ăn ngày một bữa ở nghĩa địa này khác này, thì là độ được tất cả mọi người. Đấy, giống như bà nam môn nữ đấy, trong kinh Địa Tạng, bà khi mà niệm Phật niệm một ngày một đêm thì thành Bồ Tát rồi. Thành Bồ Tát thì cứu, đây là con chia sẻ đơn giản tóm tắt thôi, là khi mà ngài đã cứu được mẹ rồi, được cứu bữa đó là cứu được tất cả địa ngục đấy. Nhưng mà khi mà mình thành Phật rồi, mình tu trì giới nghiêm ngặt rồi, đúng đạo rồi, đúng lý đúng pháp rồi, thì là chiêu cảm tất cả.
Đấy, xong như ngài Minh Tuệ bây giờ ngài thấy cả thế giới. Vâng, đúng, và qua đây con cũng thấy đúng, bởi vì khi chúng ta đi tu như vậy và chúng ta đạt được cái thành tựu là rất nhiều người về phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà giờ cha mẹ thầy muốn cái gì chẳng được. Vâng, có đúng không ạ? Đúng, nhưng mà nhiều khi một mình chúng ta là bố mẹ ốm nhiều khi không lo được, nhưng mà giờ cha mẹ thầy đau một cái là rất nhiều người muốn lo. Đấy cũng là một cái đại hiếu. Còn đại hiếu như bên Thiên Chúa giáo là khi Đức Chúa Giêsu đi tu là Đức có Đức Mẹ Maria, là khi Đức Chúa Giêsu thành tựu thì người ta quý trọng Đức Mẹ. Đó là cũng là đại đại hiếu. Và đến thời điểm bây giờ người ta thờ cả Đức Mẹ Maria. Còn thầy Minh Tuệ chúng ta bây giờ cũng đang trân trọng cha mẹ thầy rồi, còn sau này như thế nào thì chúng ta chưa biết. Đó cũng là một cái hiếu thuận rồi. Khi đạt được đến mức độ thì hiếu, mọi người đã quý mến đến bản thân ngài cũng báo hiếu, nhưng mà mọi người đến báo hiếu cho ngài. Vâng, đó cũng là vâng. Còn bản thân chúng ta nhiều khi chúng ta không lo được cha mẹ chúng ta được như vậy. Đúng rồi. Dạ vâng, đấy. Thầy Hùng vừa chia sẻ cái đấy rất là hay luôn. Bà em dâu cũng hiểu sơ như vậy đấy. Tiếp tục đi xuống khu vực dưới bếp xem các chị nấu nướng đến đâu rồi. A Di Đà Phật, ăn là không được quá ngọ đâu nhá, nhanh tranh thủ không là 12 giờ trưa là chết đấy nhá. Cái gì đây? Em có trái khóm. Trái khóm à? Quay nữa. Trái khóm. Trái khóm mà có người gọi là thơm, còn có người là gọi là rứa. Em cái khóm cũng được luôn. Còn cái này là gọi là dạ đậu lạc và đậu phộng đấy. Ở ngoài Bắc đây gọi là lạc, còn ở đây gọi là đậu phộng. Lạc tươi á, là vừa hái xong luộc luôn á nha. Thấy ngon chưa? Còn đây bây giờ là... ở đây là tiêu, đây là tiêu hột đây nè, đâm để kho đồ, nhìn qua tiêu hột đó mới là chuyện lạ. Chứ còn tiêu ở trong Nam là biết rồi của em. Đấy, đây tiêu hột. Đây là tươi hột. Đúng rồi. Tiêu tươi đó mình đâm mình kho đồ á thơm lắm quý vị. Tuyệt vời luôn. Còn đây là đậu bắp. Nấu chung với rau mùng tơi, rau dền gì đó, xà lách. Các chị mà nấu gì thì ngon bá cháy này nhỉ. Nhìn cái nồi, cái vỡ cái nồi kia kìa bảy. Cái điện cái này cái nấm á. Mở hở cái nắp lên. Hai, nấm ngay. Nấm kho tàu hủ. Ôi giời ngon quá. Nấm kho tàu hủ. Mình... cái này là nấm nha cô chú chị nha, không phải là hàu hay hến đâu nha, là mang tiếng chết đấy. Giờ mình đang nấu canh mấy khi được vào bếp nhà thầy Hùng đúng không? Em dâu sẽ ra quay cái vườn ngoài nhà thầy Hùng cho cô chú chị xem nhá. Và đây là có vườn mai này, thầy Hùng rất nhiều những cây mai đẹp. Thầy tu tập tại gia và rất giỏi trong lĩnh vực cây cảnh luôn. Đấy, em dâu ra quay những cái cây mai thế, thầy rất nhiều cây đẹp. Thầy nuôi rất nhiều chim với bồ câu nhưng không thịt. Đó. Đây là hoa giấy. Đây, ra ngoài này nhiều cây đẹp lắm. Những cây mai rất là đẹp luôn. Đó. Cây mai rất là đẹp luôn. Rất là xịn sò luôn. Có cái bệ rất là đẹp luôn. Tuyệt vời. Đó. Thầy không những xây rất là giỏi mà làm cây cảnh cũng rất là giỏi luôn. Nhiều cây rất là đẹp và rất có giá trị luôn. Đó, đặc biệt là cây này thì cũng đang đổ lá rồi. Đó, thân bệ rất là đẹp luôn, rất chi là đẹp. Mà những cây sung này, đó, thân bệ rất là đẹp luôn. Cây sung rất là đẹp. Thầy làm cây cũng khá là lâu rồi. Đó, cây cảnh cây kiếp thầy làm. Mọi người mà đến đây chơi, tham quan, chiêm bái nơi cốc của thầy thì có thể ghé qua thăm thầy Hùng nhá. Đó, muốn nghe thăm Phật đường của thầy Hùng thì cứ liên hệ với em râu dẫn đi. Và cô chú anh chị nào đến đây mà không có chỗ ăn chỗ nghỉ thì có thể gọi cho em râu dẫn đến Phật đường của thầy.
sẽ có chỗ ngủ nghỉ miễn phí cho cô chú anh chị nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Lúc nào cũng mở cửa chào đón cô chú anh chị. Cái vườn mai của thầy này rất là nhiều tiền luôn. Thời điểm mai mà sốt thì rất là nhiều tiền. Đó. Thấy mùi thơm thơm lắm rồi đấy nhá. Bụng đang có bản nhạc réo cà đấy, tranh thủ đi không có thể ngất ra đây đấy nhá. Sáng thì ăn sáng rồi mà giờ bụng vẫn đói thế mà nghĩ đến thầy ăn một bữa thì thầy chịu đựng được phải không? Đúng rồi. Thế chị em mình thì ăn ngày mấy bữa được cũng vẫn vừa. Mấy bữa luôn, ngày mấy bữa. Ăn dữ dội. Ăn sáng, ăn trưa. Sáng, trưa. Ăn lỡ, ăn dặm rồi thì ăn tối. Thế. Đủ thứ ăn. Đủ thứ ăn. Nhưng mà chú có trong chùa được rồi đó. Đấy, cơm chay đây. Bổ chay rất là ngon của chú chị ạ. Đấy, thầy Hùng rất là khéo tay luôn. Thầy Hùng các anh các chị là tập trung vào nấu cơm chay. À. À, người dân tộc Chăm. Mình nghe cái giọng với mình nhìn nó là cho nên xin lỗi trước ra. Dạ. Là con biết là con nghi cái gì là con mới mới dám hỏi con này. Dạ, thế cũng mong làm sao mà chú tu tập cho tinh tấn. Mình không biết ai nhìn ra không? Đây là món chay. Gia Lai khí hậu mùa khô. Đang thời tiết gần bây giờ chắc gần 12 giờ trưa nhỉ. Thế mà trời vẫn cứ se lạnh. Se lạnh. Đây. Giới thiệu với cô chú anh chị, đây là món chay. Hai bàn luôn. Đây là bánh gì thầy Hùng ơi? Bánh ướt luôn. Bánh cuốn. Ngoài Bắc gọi là bánh cuốn. Bánh ngoài Bắc ấy. Còn đây là nấm nấu với đậu phụ. Còn đây là món gì thầy? Món nấm hương. Nấm hương à? Còn đây là món rau, món sầm. Còn đây là món ớt. Đây là hoa quả trắng miệng. Tuyệt vời. Đấy, cô chú anh chị nào mà đến đây đảnh lễ dưới cốc của thầy mà không có chỗ ăn chỗ nghỉ cứ đến phần đường của thầy Hùng luôn luôn là mở cửa đón chào tất cả cô chú anh chị. Không chia ra nữa. Không chia hết. Ai sạch hơn? Thôi mà lấy cái đũa. Lấy đũa đem qua. Đúng rồi. Bên này là nơi tiếp khách, còn bên hông là Phật đường. Không có cần vậy, một góc rồi đi. Tao đâu có làm nhà hàng. Dạ em không có làm nhà hàng à chị. Nhưng mà chị Loan được. Chị Loan ơi. Thôi chị. Chị Loan. Em giúp mấy người bệnh thôi. Chị Loan. Vâng. Đợt này mà về bên Mỹ thì thời điểm bao lâu nữa thì lại quay lại? Dạ sự hứa hẹn không dám. Đủ duyên là sẽ gặp. Dạ. Mô Phật. Tốt đẹp. Mà về là nhớ là phải thi thoảng gọi cho bọn em bên này chứ không nhớ lắm ấy nhá. Vâng. Mỗi ngày mỗi nhớ, mỗi ngày mỗi khóc đấy. Yeah. Em nhớ thì bình thường nhưng mà thầy Hùng thầy nhớ nhiều khi thầy ngất rồi đấy. Thầy ngất đấy hả? Thầy mong manh lắm. Thầy ngất rồi, đến thì đỡ chú Hùng chứ. Đấy. Đúng ra đũa này con gắt ra càng ra. Rồi, chuẩn bị đến bữa rồi. Đó, trộn đi đây đấy. Con bữa này con bữa kia cho mình tắt cái gì. Đấy. Đấy. Chia ra làm hai bên này.
những cái món chay mà ai ăn được thì cảm thấy nó ngon, còn người nào không ăn được thì khó nhỉ. À, đúng bên kia rồi. Thổi nữa ha, một bên hai bên thôi, chắc mình chưa cho nhiều. Vâng, thì tụi nó ăn xong rồi đưa qua luôn. Đưa để qua cái rổ này luôn đi. Rồi, còn này thì ớt qua đây. Rồi giờ chờ bưng gì nữa, đã cắt bánh mì không? Để ớt không nào. Rồi chuẩn bị vào bữa ăn rồi, em dâu xin tạm dừng cái video đây nhé. Hẹn cô chú anh chị vào những cái video sau. Đấy, cô chú anh chị yêu mến em thì cho em dâu xin một like, một đăng ký kênh để cho kênh của em dâu một ngày một phát triển. Bây giờ em dâu xin tạm dừng cái thước phim của mình ở đây. Xin chào và hẹn cô chú anh chị vào những video sau. Cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lâm còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này. Đó, trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó, giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình, các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa, là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt, và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp được bác. Song song với những sản phẩm trên, em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó, củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt, và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy, hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này bì 500g. Đấy, rồi đây là trà, trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy, rồi hoa đu đủ đực đó, rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé, hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt, hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này, chè dây cho bác nào mất ngủ này đó, bác nào mất ngủ hay mất ngủ đó căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của dâu và có mua hàng ủng hộ cho dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của dâu và đã mua hàng ủng hộ cho dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.